Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chén được vợ đồng chí Bùi Trường Giang ngạo nghễ thăng chức. Câu hỏi đầu tiên là Bùi Trường Giang là ai? Thưa quý khán giả, ông Bùi Trường Giang là người gốc Hà Nội, cùng quê với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, Giang nhỏ hơn ông Trọng tới 31 tuổi, thuộc thế hệ hậu sinh. Về khoản học tập, ông Giang ấn tượng hơn Nguyễn Phú Trọng. Ông này đã từng học chuyên Anh tại Trung học Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp trung học, Giang thi vào Đại học Ngoại thương Hà Nội, khóa 1992-1997. Ra trường, ông Giang đã đầu quân về Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, tổ chức trực thuộc Viện Khoa học và Xã hội của Việt Nam. Vào năm 2002, Bùi Trường Giang học thạc sĩ tại Trường Quản lý và Chính sách Công tại Hàn Quốc. Đây là suất du học của các hạt giống đỏ cho người gốc Hà Nội. Khi du học về, Giang được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế của Viện Kinh tế và Chính sách Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Bùi Trường Giang. Không biết do xuất sắc thật hay do chạy trọt mà ông Bùi Trường Giang lọt vào top 10 gương mặt tiêu biểu Việt Nam năm 2009. Sau đó, ông Giang đã leo lên chức Phó Viện trưởng Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tới năm 2012, ông Bùi Trường Giang được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch nước và là người phát ngôn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bắt đầu từ đây, ông Bùi Trường Giang tìm được sự giúp đỡ của thế lực miền Nam. Nhờ Trương Tấn Sang mà Võ Văn Thưởng mới biết Bùi Trường Giang và đưa ông Giang về sau một thời gian, ông Giang làm người thân cận của ông Trương Tấn Sang trước đó. Vào tháng 6 năm 2018, ông Bùi Trường Giang được bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được quy hoạch cấp chiến lược và học lớp cán bộ nguồn cao cấp, là một cán bộ được đánh giá là mẫn cán và có đạo đức tốt. Tới năm 2020, ông Bùi Trường Giang là Ủy viên Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khóa 4, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tuyên giáo Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Và chén vợ đồng chí, một nhân cách đổi bại trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản bên ngoài là hô hào, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Nhưng thật chất, bản chất bên trong của những chuyện thâm cung bí sử không mấy hay hò gì. Thị trường mua bán ghế khá nhộn nhịp, mà chi phí để mua ghế ấy có thể tính bằng tiền hay bằng những mối lợi mà bản ngã con người khó cương lại, đó chính là đàn bà. Để tiến thân, một nhân viên có vợ đẹp đôi khi không ngần ngại dâng vợ cho người khác để đổi lấy sự ưu ái về chính trị. Với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, cộng với thế chế độ ưu đãi cho hạt giống đỏ, nên rất nhiều thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất thiếu đạo đức. Ông Bùi Trường Giang đã bị lộ mối quan hệ bất chính với vợ thuộc cấp ngay trước đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiểu ban nhân sự đại hội 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng nhận được đơn thư tố cáo về việc ông Bùi Trường Giang quan hệ bất chính với vợ của nhà báo Ngô Việt Anh, Phó trưởng ban điện tử Báo Nhân dân, cựu tổng biên tập tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến của Hội xuất bản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Ngô Việt Anh. Lập tức, ngay trong phiên khai mạc chủ bị đại hội lần 13, ông Bùi Trường Giang bị phe đối thủ tước bỏ tư cách đại biểu dự đại hội và bị loại khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Với ghế quy hoạch là Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuy nhiên, phe chặn tư cách Bùi Trường Giang có thế lực không mạnh lắm. Bùi Trường Giang có thế lực quê Đông Anh, Hà Nội, hậu thuẫn nên vẫn rất mạnh. Việc bị loại này chỉ tạm thời, chứ chưa thể nói là rất đài. Trước sức ép của phía triệt Bùi Trường Giang, thì vào ngày 11 tháng 5, ông Trần Cẩm Tú bất đắc dĩ cho triệu tập cuộc họp của Ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xét xử kỷ luật Bùi Trường Giang. Trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang do có vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Thực ra, mức kỷ luật này chỉ là dơ cao đánh khẽ, bởi vì Bùi Trường Giang có người quê Đông Anh đỡ đầu,
không ai dám mạnh tay cả. Việc chén vợ thuộc hạ là hành động đổi bại. Ấy vậy mà được thế lực lớn đỡ đầu, Bùi Trường Giang vẫn không sao, chỉ bị khiển trách rất nhẹ nhàng. Và vén bức màn bí mật phía sau Đảng Cộng sản Việt Nam lộ ra những gì? Để được thăng tiến, tổng biên tập tờ báo Sinh Ngô Việt Anh đã phải o bế cấp trên Bùi Trường Giang, cấp nhắc lên chức phó ban điện tử báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, một vị trí rất triển vọng. Ngô Việt Anh lấy vợ tên là Nguyễn Thị Hà An, cũng là đảng viên và được cho học lớp cao cấp chính trị để được cơ cấu đi lên. Ngô Việt Anh sắp xếp cho vợ làm thuộc cấp của ông Bùi Trường Giang, không biết là vô tình hay cố ý. Chỉ biết rằng với việc sắp xếp như vậy mới sinh ra mối quan hệ bất chính mà đến đại hội lần thứ 13 người ta đâm đơn tố cáo để triệt hạ. Được người quê ở Đông Anh, Hà Nội đỡ đầu thì rõ ràng Ngô Việt Anh phải hiểu rằng phục vụ cho Bùi Trường Giang sẽ giúp ông ta thăng tiến trên con đường quan lộ. Đây là hình ảnh ông Ngô Việt Anh và bà vợ. Bùi Trường Giang kẻ chuyên tuyên truyền giáo dục về đạo đức và lối sống, nhưng sống suy đồi chỉ vì dục vọng tầm thường mà đã phá nát hạnh phúc gia đình của một đồng chí của mình. Khiển trách của đảng cũng như không, tổ chức đảng đã dung túng cho những con người bại hoại này tiếp tục đi lên. Khi quyền lực trao cho những người không đủ nhân cách, nó trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, thậm chí là công cụ để làm việc ác. Luật pháp đã nêu rõ, người có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh được quy định tại Điều 182 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017 với tên gọi là tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Mà một khi luật quy định như thế thì làm sao điều lệ đảng không nghiêm khắc cho được. Tới người đồng hương Đông Anh của mình như Bùi Trường Giang thì điều lệ đảng cũng đành bất lực. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có hàng loạt quy định về tội danh này như quy định 47 QĐ-TV vào năm 2011 về những điều đảng viên không được làm, hoặc là quyết định số 102 vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên vi phạm quy định chế độ hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Tuy nhiên, với trường hợp của ông Bùi Trường Giang thì quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đành bất lực. Đảng Cộng sản, một tổ chức đảng thối nát từ bên trong. Bất chấp đạo đức đổi bại, Bùi Trường Giang vẫn được thăng chức như thường. Vào ngày 6 tháng 8, Báo chí Nhà nước Cộng sản đưa tin ông Bùi Trường Giang làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Được biết, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, hành động thăng chức cho ông Bùi Trường Giang cho thấy thế lực nào đã can thiệp vào trường hợp của ông Giang. Đó là thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay, một người quê ở Đông Anh có lý luận. Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Bùi Trường Giang đều làm trong ngành lý luận của đảng. Đây là hình ảnh người Hà Nội có thế lực mạnh nhất hiện nay. Chiều ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm, chứ không phải là bà Trương Thị Mai. Cùng được bổ nhiệm còn có ông Tạ Ngọc Tấn, từ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông Nguyễn Văn Thành, từng là Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Quang Thuấn, ông Bùi Nhật. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị. Với vị trí này, rất có thể ông Bùi Trường Giang được cơ cấu vào Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ sau. Ở Việt Nam, đạo đức không đảng thì không được, và đạo đức cũng không đáng một xu, chỉ có thế lực là quyết định tất cả. Điều này luôn diễn ra trong lòng nội bộ của đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 8 năm 2021 với bản tin Chén được vợ đồng chí, Bùi Trường Giang ngạo nghễ thăng chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de